Chào các bạn, chúng mình yêu các bình luận đến nỗi quyết định làm video về tiệm xăm mới bằng ý tưởng của các bạn luôn. Xem có gì nào nha. Thần xăm trong tù. Thôi mà. Công chúa hình xăm. Được đó nha. Không, cái khác đi. Hình xăm đồ ăn nhanh. Thôi, đừng khoai tây chiên mà. Gì thế? Trường xăm hình. Yeah, ý tưởng hay. Dùng nó luôn. Và mình, Seron, mình sẽ đến trường xăm hình. Sẽ đỉnh lắm đây. Foxy, hình xăm bạn đẹp ghê. Của mình nè. Wow, siêu ngầu luôn. Cái gì thế? Đi học không được xăm hình. Em bị đuổi học nha. Các bạn, xem hình xăm của mình nè. Wow. Cái gì? Thế là trái luật. Đi ra, đi luôn đi. Không xăm hình. Bye. Con yêu, con bị đuổi khỏi 3 trường liên tiếp rồi nha. Ba không thích hình xăm mà. Ước gì ba mình thích hình xăm và hiểu mình. Làm ơn. Ba. Thế nghĩa là sao? Con yêu, ba mở trường xăm hình rồi. Cho con đấy. Thiệp mời đâu rồi? Dì sẽ đi học với con luôn. Đi nào. Yeah, điều ước thành hiện thực rồi. Đến rồi, trường xăm hình. Dụng cụ học tập nè. Ôi mực ơi, các lớp học sẽ tuyệt lắm đây. Không ai chú ý. Bày một trò đùa hình xăm nè. Xong rồi, chờ nạn nhân đến nào. Au. Ai làm thế? Cứu, mình bị tấn công. Lấy nó ra với. Không biết gì hết. Tự do rồi. Ba, ba đẹp lắm. Hình xăm mới rất hợp với ba luôn. Nào, bắt đầu thôi. Chúng ta sẽ học cách xăm hình sói và sứa. Này, các em có gì ở đó thế? Các em ghi chú trên giấy sao? Quá tầm thường. Dở mới dùng giấy. Nghệ sĩ xăm thực thụ là ghi chú ngay trên da luôn. Nào, bắt đầu. Chương 1. Mở sách trang 1 nào. Thú vị ghê. Làm bằng tay sao? Sách tuyệt quá. Chào. Thực đơn hôm nay có gì thế? Xin chào. Ồ, tay bên này. Cho con thịt viên và khoai tây nghiền nha. Đợi một chút. Hình vẽ của con nè. Chúc ngon miệng. Tiếp. What? Salad và trứng nha. Đây, đừng có xé đồ ăn nha. Sao mà ăn được? Không không không, bản vẽ thôi. Đi nào, dì chỉ cho. Con phải làm nóng đồ ăn. Đây, thành bữa trưa thật rồi. Wow, để mình thử. Ồ, thơm ghê. Chợp mắt một lát thôi. Cứu, mình sắp sinh. Các con, mẹ yêu các con. Yêu, chỉ là mơ thôi. Không có con, chỉ có hình xăm. Đến giờ dậy rồi. Không, chưa mà. Mình sẽ ngủ thêm mấy phút nữa. Mình sẽ đánh răng. Mình sẽ dời báo thức lại 10 phút nữa. Bữa sáng thơm ngon lành mạnh. Được rồi, đừng run nữa. Tắt báo thức. Mặc gì bây giờ? Hoàn hảo.
sao còn nằm trên giường nữa? Dậy đi chứ. Ok, con dậy đây. Bài tập mới của các em nè. Bật trí tưởng tượng lên, rồi vẽ một chú rồng nào. Các em làm đi. Dễ ẹt. Rồng, sao hình dung được? Phao đâu rồi? Không, nhầm con rồi. Ồ, rồng đây rồi. Bạn là thứ mình cần. Cho thầy xem nào. Xong rồi. Nhìn là biết rồng ngay đúng chứ? Yeah, trình độ vỡ lòng thôi. Còn em, Sharon, rồng của em đây. Hình xăm đẹp lắm. Tuyệt đỉnh. Bài tập về nhà đấy ạ. Để xem, bài làm tốt lắm. Wow, em không thiếu gì cả. Xứng đáng điểm cao nhất. Về chỗ đi, xuất sắc. Đang xem gì thế, Sharon? TikTok. Dì còn xem YouTube sao? TikTok phổ biến hơn đó, lạc hậu quá đi. Không, YouTube mới là kinh điển. TikTok, YouTube. TikTok, YouTube nha cưng. Thi vật trên nào. Bạn thích gì hơn, YouTube hay là TikTok? Bình luận bên dưới nha. Ồ, trái cây tươi. Chuối. Chuẩn bị trở nên xinh đẹp nào. Con làm gì thế? Xăm cho quả chuối. Chấp nhận thử thách. Thấy xăm táo đẹp chưa? Được rồi. Bí ngô, tuyệt vời. Mình phải xăm nhanh lên mới được. Cam đấy không thắng bí ngô được đâu. Xong, gì cũng xong. Thử thách tuyệt ghê. Wow. Chào, hôm nay kiểm tra hình xăm nha. Các em, chuẩn bị mực đi. Mở súng xăm lên nữa đi. Bắt đầu. Âu, bỏ quên súng xăm ở nhà rồi. Làm gì đây thiên tài? Đúng rồi, sơn. Của em đây. Xem thông số nào. Khả năng chống thấm nữa. Giỏi lắm bà Đeo, em thành công rồi. Ưu. Cái gì đây cô gái trẻ ơi? Xem nào. Là hình xăm tạm thời. Sharon thất bại rồi. What? Claire, lên bảng đi em. Bạn ấy đấy ạ. Mình. Không, kia mới là Claire. Em là Mary. Bạn là Claire. Không, bạn mà. Bạn đó. Không, Sharon, em lên đi. Cặp sinh đôi lại phá hỏng mọi thứ nữa rồi. Đây, đúng chưa ạ? Không. Em được ép. Về chỗ đi. Mình sẽ khiến các bạn hối lỗi. Giờ thầy khỏi nhầm nữa nha. Hả? Tuyết, cho em A cộng điểm sáng tạo. Đến lúc rồi. Lớp đầu tiên và duy nhất tốt nghiệp trường xăm hình. Chúc mừng. Wow, cảm ơn ạ. Muốn đội mũ tốt nghiệp lâu lắm rồi. Thành công rồi. Bằng của các em đây. Wow, tuyệt vời. Các em làm tốt lắm. Yeah, làm được rồi. Chào,
Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Giờ hãy bình luận bên dưới bạn thấy tranh của Einstein trên màn hình bao nhiêu lần nha. Và ấn nút thích nữa. Bạn thích video chứ? Bình luận bên dưới bạn thích học ở trường xăm hình không nha. Ngoài ra hãy ấn nút đăng ký thích video này và bật chuông thông báo. Đừng bỏ lỡ bất kỳ video hấp dẫn nào từ Woohoo qua Motion nha.